Chào mọi người, quay lại kênh Câu Nhật Bài của mình. Hôm nay á thì thứ nhất là nhằm mục đích là ủng hộ mọi người giải trí đi câu cuối năm rồi, công việc cũng thong thả. Thứ hai cũng kích cầu, thì mình sẽ có một dịp bán hàng như thế này. Đây, đó, bên này cần bán nha, bên này cần tặng. Bất kỳ ai mua một đơn hàng từ 200 ngàn trở lên, mình sẽ từ 200 ngàn thì mình sẽ tặng một cái cân phía bên đây, 400 ngàn mình tặng hai cây, 600 ngàn mình tặng ba cây, tất nhiên là 300 thì không thể tặng một cây rưỡi được rồi. Đó, mình sẽ cho mọi người xem những cái cân tặng trước nha. Những cái cân tặng này á, đây, những cái cân tặng này thì mình sẽ đánh số này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cây, tăng tới khi hết hàng nha mọi người. 14 cây này, ai mua đơn hàng cứ trên 200 ngàn thì có quyền yêu cầu mà chọn cân. Đây thì mọi người cứ kêu là lấy cây cân tăng số mấy ra được. Đó, đây cái số 1 này, vì là cân tăng cho nên là mình không 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 có giới thiệu chi tiết nữa nha mọi người. Đây, cân số 1, ok. Cân số 2. Rồi, đọt ok. Số 3. Số 3 cái đọt bị gãy ở đây. Đây, gãy cái phần này. Ô, đứt tương rồi. Rồi, vứt tương. Đây, số 3 này. Số 4. Số 4, đó là ok. Đây, số 4. Số 5. Số 5, đó là ok. Số 6. Đây, mọi người cứ xem đây rồi chọn cân cân tăng nha. Ok. Số 7. Số 7 đọt ok. Đây, mình giới thiệu sớ cho đỡ tốn thời gian nhé. Số 8 đọt cũng ok. Số 9 đọt ok. Số 10. Số 10 thì mình nghe thấy tiếng cỏ đọt ở trong đấy mà sao mà rút ra. Đây, số 10 đọt ok. Rồi, nhập vô lại. Này, có cái nút này. Đấy không? Rồi. Số 11. Đọt cũng ok luôn. Ok. 12. 12, đọt ok. 13. 13, đọt cũng ok. Cái 13 kê đây quá. Đẹp. 14. Đây. 14, đó cũng ok rồi. Rồi. Mọi người nhớ cho mình nha, 14 cái cân tăng đấy nha. Cứ ai mua hàng 200 ngàn. Đây. Ai mua hàng mà được 200 ngàn á thì mình sẽ tặng một cây, 400 ngàn mình tặng hai cây, 600 ngàn tặng ba cây. 300 ngàn thì đừng có yêu cầu mình tặng cây rưỡi nha. Đó. Ok. Đó, mọi người thích chọn cái nào thì cứ kéo, tôi lấy cái số đó nha.
Đó, mọi người xem lại đi. Xem lại kỹ 14 cái cân nha mọi người. Rồi, qua đây. Qua tiếp qua đây sẽ là hàng bán. Hàng bán thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn cho mọi người. Đây. Hàng bán thì mình sẽ giới thiệu kỹ cho mọi người. Đây. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ nhất này là cần rút. Cần rút tay trợ máy. Cái này nặng 160 g. À, đọt 1:1. Vươn ra 24, thu vào 126 cm. Đây, cái này còn cái nút. Cái khuyến inox này gãy rồi nha mọi người. Khuyến inox này gãy rồi này. Đây. Đứt rồi. Về chậm hàng rồi. Đây. Đọt có khuyến ẩn. Đây, khuyến ẩn. Đó. Cái này quấn cược trợ lực này. Đó. Ok, hai khúc thế này đây. Đó, hai khúc nhưng mà là hai khúc rút. Chứ không phải hai khúc chắc nha mọi người. Rồi. Bát. Bát là Fuji F6. Bát trượt Fuji F6. Cái này Olympic nha mọi người. Olympic. Đó. 24 cái gãy rồi. Cái này thì mình sẽ bán với giá là 200 ngàn nha mọi người. Cái số 1. Số 1 200. Ok. Số 2. Số 2 là một cái cân NF. Đây. NF thì chỉ sử dụng nội địa Nhật thôi. Bát bật vặn inox. Bản inox vặn. Đây. Khuyên là khuyên inox không có đá. Khuyên này vốn gì của nó không có đá chứ không phải là bị mất đá đâu nha mọi người. Đây. Đó. Cái này á thì nặng 740 g. Đọt 2,5. Vươn ra là 5,7, thu về là 117 cm. Này, mọi người xem nha. Đây. 1 2 3 4 5 6 giống nha mọi người, 6 giống. Cái này thì mọi người thông cảm, hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh nhá, không có giới thiệu chi tiết nữa nhá. Mọi người xem video thì chắc cũng biết rồi. Đây, đọt đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái khuyên. Rồi, cái này cái số 2. Cái số 2 này mình bán 350 ngàn nha. Số 2 350. Số 3. Số 3 là một cái cân carbon nặng 240 g của Daiwa. Đây. Đòn của nó là 83 ly. À 83. Đây. Cái đọt của nó đây. Đọt này thì không phải là đọt carbon mà người ta nổi. Đây. Nổi là do người ta nổi từ trong hàng ra chứ không phải là cái này là từ nổi đâu nha mọi người. Đây. 0.8 ly. 0.8 ly. Cái này vươn ra dài 5 m, thu về 96 cm. Đây. Mấy cái khuyên ẩn này. Này, carbon này, carbon này carbon xoắn ít nha mọi người. Đây khuyên ẩn này. Đó. Đó.
Ok. Đó. Carbon xoắn X. Đây. Đọt thác. Đây qua. Ok, chỗ này bị mất cái nút đây này. Cái này người ta cuốn bằng keo. Chắc phải mất nút mà người ta cuốn cho nó cứng à. Đây. Cái này cái số 3 mình bán 550 ngàn. Số 3 550. Ok. Số 4. Số 4 là một cây cần rút. Cây này nặng 200 g, đọt 0.90. Vừa ra 4,4 m, thu vào là 1 m. Đây. Đó, một giống. Này, bọc vào về này. 2. 3. 4. 5 giống. Cái này inox bảo vệ nha mọi người. Đây. Cái này cái số 4 mình bán 100 ngàn. 100. Số 5. Số 5 là một cây cân, cân này hình như cân của Olympic hay sao á. Nhưng mà cái cân này á thì người chủ trước của nó là chế thành cân cực trong này mọi người. Chế thành cân cực trong. Rồi vẫn còn cái đọt của nó, rút bỏ đọt ra thành cân cực trong à. Này. Chế cân cực trong này. Đó. Này, đọt này. Bỏ cái phần đọt đây. Dùng cái khuyến đầu này làm cân cực trong vẫn được. Đó. Cây này á thì nặng 360 g, đọt đáng con ở đấy á là 0.9, vừa ra 5,3, thu vào là 89 sen. Hai ba bốn năm sáu bảy giống nha mọi người, bảy giống. Đây bát này, bát chế thêm này, bát người ta chế thêm này, dùng kia cực trong này, Fuji F5 FK. Cái số 5 năm nay mình bán 200. Sáu. Mình chỉ có 14 cái cân tăng thôi nha mọi người, tăng hết cân thì thôi nha. Số 6 là một cái cân của Shimano. Cân rút của Shimano. Đây. Đây. Cái cân này á thì nặng 180 g, đọt 0.8, vươn ra 4,6, thu vào 103 sen. Đọt này. Cái này cái cân này á thì mình thấy ngoại hình của nó còn tới 90% lận. 1 2 3 4 5 5 giống. Thế này đây. Đây. Cái cân này mình thấy ngoài thì nó còn tới 90% rồi. Rất là đẹp. Đây, mọi người xem thử đi. Chữ Shimano con nguyên này, con y này. Đó, thấy không? Đó. Hàng in chữ ở đây luôn chứ không phải dành tem bình thường đâu nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Này. Rồi, cái này cái số 6. 6 rồi ta, số 6. Số 6 này mình bán 350 nha mọi người. 6, 350. Ok. Bảy
Đây, một cây cân dụng. Rồi. Bát trượt inox. Cây này nặng 720 g, đọt 2,8, vươn ra là 5,3. Thu vào là 127 cm. Đây, cây này của Olympic nha mọi người, Olympic này. Đó. Cân Olympic. Này, cân Olympic thì khỏi bàn về chất lượng. Đọt đây. Đó, này. Ok. Một. Này, tất cả đều có bóng inox hết. 2 3 4 5 giọng hết nha mọi người, 5 giọng hết. Ngoài hình còn khoảng 80%, ngoài hình còn khá đẹp. Đây, mọi người xem qua đây, ngoài hình giống ngoài. Đó. Này, bọc nhớ này, bạt vằn inox này. Đây, đây. Rồi, ok. Cái này cái số 7. Cái số 7 này mình bán 400 nha mọi người. Số 7 400. Trời, mua một cái này được tặng hai cái con rút nữa. Tính ra là rẻ. Quá rẻ luôn. Đây. Mình chỉ có 14 cái cần rút tặng thôi. Nên mình chỉ tặng tới khi hết hàng thôi nha mọi người. Đây, một cây cân cực trong, độ cứng 30, dài 30,5. Đây, độ cứng 30, dài 30,5. Mờ quá. Đó, cây này thì ngoài hình mình thấy á, còn khoảng 80% của Daiwa carbon sản X. Đây, Daiwa carbon sản X. Đây, đầu bú của nó này. À, chứ ta. Khuyến của nó này. À, khuyến phải đó. Khuyến đây một cái này. Đấy, khuyến này. Khuyến này, khuyến này. Đó. Cần cực trắng là khuyến nằm đó nha mọi người. Đây. Khuyến này. Khuyến nằm đây này này. Thấy chưa? Đó. Bát ra bát vặn. Đó. Rồi. Đây qua này. Đây qua này. Rồi, cho mọi người xem cái đọt của nó này. Đây. Độ cứng 30 nha mọi người. Độ cứng 30. Ghi rõ ràng trên cần. Không còn nói thêm nữa bớt. Rồi. Cây này là mình bán 1 triệu. Cần 3 khúc cực trong, mình bán 1 triệu. Mỗi cây cân này được tặng 5 cây cân rút. Vài cây cân này hết trái cân rút rồi. À, cái số 8. 1 triệu. Đó, mình chỉ được 14 cây cân tặng thôi nha mọi người. Tặng hết hàng thì thôi. Đây. Một cái cân lùa. Một đốt một thôi. Một đốt một thôi. Nặng 120 g. Đọt 2 ly 2. Dài 1,8. Đây, một đốt một thôi. Này, cái này cần carbon nha mọi người. Đây, carbon này. Đó, carbon nha. Này, khuyến này toàn là khuyến sinh này. Khuyến đá xám này. Đó. Khuyến đầy đủ. Đấy. Đây. Bát ra bát vặn. Đó. Tay này là gỗ. Gỗ siêu nhẹ. Ok. Đọt này. Đồ cứng. Cái này là cái số 9. Mình bán 400. Ok.
Số 10. Số 10 là một cái cân Shimano. Điện thoại mình hơi mơ nha mọi người. Đây, dưới này. Shimano này. 54, 6 khúc. Cân nặng 470 gram. Này. Cân nặng mình cân thì nó có 440 gram. Đọt 1.6, vừa ra 5.1, thu vào là 106 sen. Đây. Mọi người xem các đầu của nó này. Đại sạm này. Đại sạm này, 1 khuyên, 2 khuyên, 3 khuyên, 4 khuyên, khuyên trượt, đọt thát. 1 2 3 4 5 6 7. Khuyên này mất đá. Bể cái này rồi, bể cái này mất đá này. 2 4 6 7 8, 8 khuyên, 1 khuyên mất đá nha. Một khuyên bị gãy, cái này mất đá. Đó. Rồi mọi người xem ngoài hình các dòng phía trong. Đó. Cái này thì chất liệu fit nha mọi người. Những cái cây mà mình không giới thiệu là chất liệu và carbon á thì là fit nha mọi người. Hoặc là những cây mà mình có giới thiệu ở cân này cần tre hoặc cần nhựa tổng hợp á, hoặc carbon á. Còn không thì tất cả đều là fit hết nha mọi người. Đó, còn không thì tất cả đều là fit hết. Mọi người lưu ý cái đó nha. Chứ không kêu sao mình giới thiệu chất liệu, vì nó cũng chung chung hết là fit hết rồi, nên mình giới thiệu nữa. Này, đây. Đó, bọc nhựa. Cái này gỗ, gỗ cứng. Bọc kim loại đây luôn. Bát. Bát là FK FP8. Ok. Thuộc dạng bát lớn đây. Rồi, cái này cái số 10. Số 10 này mình bán 300. 10, 300. Rồi, 11 là một cái cân cực trong 2 khúc của Shimano. Đó. Đây. Cân carbon cực trong 2 khúc Shimano. Đây, dài 3 mét, độ cứng là 30. Nặng 280 gram. Ủa, đây nó ghi 3 mét mà mình đo chỉ được 29 thôi nha mọi người. Mình đo thì 29. Thu về như thế này 106 sen. Đó. Mọi người xem đọt này. Đó. Độ cứng 30. Rồi, khuyến của nó đây này. Khuyến ở trong đây này, khuyến đã xám. Rồi. Đầu bu. Đầu bu cũng là đầu bu khuyên đã xám. Rồi. Khuyên đã xám ở đây luôn. Đây. Khuyên đã xám. Ok. Đó. Bát. Bát là Fuji, bát vạn Fuji. Ok. Cái cân này thì ngoài thì mình thấy còn khoảng 70% thôi. Rồi, chất liệu carbon nha mọi người. Cái này cái số 11. 11 này mình bán 900. 900. Một cái này được tặng 40 cân nữa. Giờ hết cân cha rồi. Ai mà mua chậm thì không có quân, không có cân khuyến mại nha mọi người. Này. Đây là một cái cân rút. Đó. Cái cân rút này á thì nặng 180 gram, đọt 1.6, vươn ra 4 mét, thu về 1 mét. Đây. Đó. Ồ. Chỗ này là có nổi ở đây rồi. Đây. Chỗ này là có nổi này mọi người. Đó. Những cây mà mình không nói chất liệu gì thì là chất liệu fib nha mọi người. Đó.
có bọc inox đâu hết, tất cả đều có bọc inox hết. Đây NFT à, cân NF, cân NFT á, cân NFT á thì khỏi phải ban về chất lượng. NFT một thương hiệu rất là nổi tiếng cho thị trường nội địa Nhật cho mọi người. Đây đó, cái này cái số 12 mình bán 100 ngàn. Ai mà mua mấy cái mà 350, 300 á, mua thêm cái này 100 mà được tặng hai cái cân sướng. Có cái để mọi người chọn. Đây, đây là một cái như ta, cái cân, cân để làm gắn vô cái bộ, cái bùa hoặc cái vợt á. Mọi người cấu mà cấu cấu bờ ke đâu á, là phải cân những cái này để bổ bổ cá hoặc là bùa cá hoặc là vợt cá này. Đây, đây có cái ren, ren ở trong đấy nha, ren trong đấy để thay bổ với vợt này, thay bùa hoặc thay vợt đó. Cái này cân carbon này đó, một khúc, hai khúc, ba khúc đó. Cái này á thì nó dài 3m6, ở phía trên này á là một gì, à, một phần rưỡi, ở phía trên to một phần rưỡi nha mọi người, rất là cứng đó. Ở đâu có, cái này dài 4m, vươn ra là ba, à, nặng 360g, thu về 111 cm, thu về 111 cm đó. Có cái dây đeo luôn này đó. Đó. Cấu bờ ke phải có cái này này đó. Cấu bờ ke phải có cái này mới chơi được. Cái này là 13, mình bán 550 ngàn, 550 carbon nha mọi người. Rồi tiếp là một cái cần rút của Olympic này, mọi người xem ngoài hình này. Đó, Olympic bọc nhờ đây đó. Cái này á thì nặng 200g, đọt của nó 1.1, vươn ra 4m5, thu vào là 84 cm. Đây 1 2 3 4 5 6, 6 giống cả hết đó. Ngoài hình cái này á thì mình thấy còn khoảng 80%, ngoài hình còn khoảng 80% nha mọi người đó. Ok, cái này 14 mình bán 200 ngàn, 14 200 ôm tí. Rồi 15 cũng là một cái cân cân lưu, một khúc, nó chỉ có thế này thôi đó, một khúc thẳng đột như thế này, một tờ ống thẳng được đột như thế này đây. Đây đó, nó thì nặng 220g, đọt 22 như thế này, với dài là dài 2m 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 5 2m 5, đúng rồi đó. Rồi đây nó có thông số cược này, thông số cược với cấu nhá. Đó, khuyến của nó thì tất cả đều là khuyến sinh, khuyến đã xám hết. Này 1 2 3 4 5 6 7, 7 khuyến. Con đầu bú thì mất đá. Đây 7 khuyến, đầu bú mất đá, 2 4 6 7, 7 khuyến. Đầu bú là 8, đầu bú thì mất đá nha mọi người. Đầu bú mất đá xám. Đó. Bát á, bát là bát vặn. Đây, bát vàng Fuji. Đó, xinh xò luôn. Cái này thì cũng là carbon nha mọi người.
À, bạch vạn Fuji. Cân này cân carbon nha. À. Ok. Này. Tay cầm súng nhám này. Đó. Cái số 15. 15 này mình bán 400. 400. Rồi, 16. 16 là một cái cân carbon. Tí của nó là Holiday ISO. Đọt số 3. Dài 4 mét rưỡi của Shimano. Đây. Nó nặng 200 gram, đọt 1 tỷ 7. Vươn ra 4 mét rưỡi, thu về 113 cm. Đây. Khuyên này, tất cả đều là khuyên xịn. Khuyên Fuji hết nha mọi người. Khuyên Fuji hết. Đó, 1 2 3 4 5 6 7. 7 khuyên. Đá đồ đàng hoàng ở đây. Rồi, mọi người xem các dòng ở phía trong này. Đây, carbon này. Đó. Đây. Đọt hình tháp chưa được luôn. 2 3 3 giống, 4 giống, 5 giống. Rồi, đây. Cái cân này á, thì ngoài hình mình thấy còn khoảng 65% thôi. 65%. Có sao mới nói gì à. Này. Đây. Bát vạn Fuji. Đây, Fuji DPS. Đó. Shimano. À, nó dùng sao mà bắt mon cái nơi này. Ghê không? Đó. Cái này là cái số 16. 16 mình bán 700. Thôi, bán 650 đi. Mua nhanh. Đã tăng qua rồi còn bớt nữa. Ghê không? Chơi lớn luôn. Cho mọi người về đi câu thoải mái luôn. Học cách chơi lớn với mấy anh chứ. Đó. Thậm chí là cái bọc này này cũng là Fuji luôn này. Nghe không? 16. Rồi, 17. 17 là một cái cân hai khúc. Nhìn rất là vui. Nhỏ xíu à. Như kiểu để cái đó, câu cảm giác gần gần thôi. Ừ, đó. Đọt này đọt thì tính này. Con cân này vẫn là cân carbon à, cân phíp nha mọi người. Mình không nói thì đều, tất cả đều là phíp. Rồi, cái này á, để mình xem này. Dài 1 2 3 1 mét rưỡi. Dài 1 mét rưỡi, hai khúc. Đọt này thì đọt khoảng đọt 0.8. Đọt 0.8 khuyên ẩn. Đó. Đọt đặc luôn nha. Đó, đọt đặc luôn. Chứ không phải là đọt nữa đâu. Đó, chặt vào đây. Đây. Đó, bát. Bát là Fuji FS6. Nghe không? Fuji FK FS6. Đó. Cái này là cái số mấy rồi? 17 rồi. Đợi mình chút nha. Bỏ lại cho không nó nhầm. 17. Cái này bán 120k. Ok. Rồi, 18. 18 là một cái cân
Cái này của hiệu gì mơ mất rồi. Mơ hết mất rồi. Theo mình thấy thì cái này hình như Olympic. Nhưng mà nó mơ hết rồi à. Đây. Tai bọc nhớ. Bạc trượt Everest bài. Fuji luôn. À, bọc nhớ. À, cái này nặng 400g. Đọt 1,9 vươn ra 5,2 m. Thu về là 102 cm. Đây, khuyến của nó này. Đầu bú á là inox, còn tất cả là nhựa hết. Nhựa như này, bể với mất đá này. À, bể này, bể này, bể này. Cái này không bể, bể, bể. Cái này không. Cái này cũng bể luôn. Đó, thấy không? Thế mình bán sẽ bán như kia, bán cái cân trắng cho mọi người về về thái khuyến khuyến inox thì thôi. Này quên điểm giống nha. Một giống. Hai giống. Ba giống. Ngoại hình các giống con rất là đẹp nha mọi người. Bốn. Năm. Sáu giống. Cái này thì ngoại hình các giống con đẹp. Cho nên mọi người mua về như mua cần trắng á. Để làm lại khuyên. Thì rời hơn. Đó. Ok, cái này mình bán 200. 200 được cần thêm cái cần nhỏ nữa ngon rồi. Cái số 17 18 200. 200. Đó, lưu ý là mình chỉ có 14 cái cân tăng thôi, mình sẽ tăng cho tới khi hết. Chứ không phải là giống kiểu là các bạn mua cái kiểu ô thôi, không có đồ tăng thì tôi không mua. Thì cái đó thì mình cũng phải chịu thôi chứ biết sao chứ. Mình có bao nhiêu thì mình tăng bấy nhiêu thôi. Đó, một giống, hai giống, ba giống, bốn, năm, sáu, sáu giống. Ồ, như vậy mà sáu giống. Cái cân này là cái cân của cái con quay gì đấy, Olympic. Cân Olympic. Mất cái bọc inox đây này. À. Mất cái bọc inox đây. Khuyến này con, khuyến này con. Khuyến này thì khuyến xoắn. Khuyến xoắn này người ta chỉ thế như vậy. Đó, bán cho một bạch nhỏ. Bạch nhỏ em biết nắm thôi. Đó, cái này ôm bít này. Olympic đó. F5 trượt. Đây. Cái này cái số 19. Mình bán 150 nha. 19 150. Rồi, tới cái 19 này cũng kết thúc video ngày hôm nay của mình nha mọi người. Ai mua hàng thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại của mình là 0786 55 5599. Kênh cân câu Nhật Bản. Đó, còn cân tăng thì mình chỉ có 14 cây ở đây thôi. Đó, 14 cây thôi. Đó, mình sẽ tăng cho tới khi hết cần thôi. Chứ không đủ số lượng để tăng hết tất cả đấy nhá. Các bạn lưu ý, ở video này không phải bạn mua đơn hàng 200 ngàn thì mình sẽ tăng một cái, hoặc là trên 200 ngàn mình sẽ tăng một cái, mà cứ 200 ngàn mình sẽ tăng một cây cân, 200 ngàn mình sẽ tăng một cây cân. Ok, 400 sẽ được tăng 2 cây. Rồi, rất là cảm ơn mọi người.